gặp lại đối thủ cũ sau 4 năm. Lần này, Australia sẽ phải làm gì để có được điểm số trước đội tuyển Pháp? Cùng chờ đợi màn đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Australia. Trận đấu thứ 2 tại bảng D, World Cup 2022. Trực tiếp lúc 2 giờ ngày 23 tháng 11 trên kênh VTV3 và VTV Cần Thơ.